Ngày 14 tháng 12, đội cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ lấy lời khai với Phan Trọng Đủ 56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Trước đó, đội cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ công an quận Bình Tân ập vào khám xét nơi ở của Đủ trong hẻm đường Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, phát hiện 3.000 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet. Toàn bộ số thuốc lá này được Đủ bọc gói cẩn thận trong các bao ni lông lớn màu đen và cất phía sau nhà, rất khó phát hiện ra. Khi lực lượng chức năng yêu cầu, ông Đủ đã không xuất trình được các hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này. Đủ khai mua số thuốc trên từ những đối tượng bán phản lai trên các trang mạng xã hội. Sau khi mua xong thì tách ra và bán cho khách mua lẻ để hưởng lợi.